Này thầy sẽ quay lại cái quá trình mà thầy giải quyết những cái vấn đề căn bản của giải tích chương 1 lớp 12. Thì thầy chỉ quay lại cái quá trình mà thầy đang làm thôi các em. Về mặt cơ bản là những cái vấn đề căn bản này các em hãy tự làm. Và các em hãy đối chiếu cái đáp án mà thầy có gửi cái bản đáp án cho các em rồi đó. Thì những cái vấn đề cơ bản này thầy đã giải ở trong sách thơ rồi, nhưng mà trong video này á, thầy sẽ làm lại nó, tức là thầy là cái người cũng đang học giống như các em, thầy cũng là cái người cũng đang phải đối diện những cái vấn đề như các em. Thì em hãy xem giống như cái video này, giống như là những cái video study with me mà các em xem trên YouTube đó. Thì tóm lại là bây giờ thầy trong cái quá trình thầy làm cái gì thì thầy sẽ quay lại chứ video này không phải là video giảng bài các em lưu ý, video này chỉ là video là thầy giải cái này như thế nào thì thầy quay lại cái quá trình thầy giải thôi, thì thầy sẽ không có giảng bài nhiều nha. Thầy lưu ý các em là trong video này không phải là video giảng bài, mà là video này là thầy sẽ giải quyết những vấn đề. Ok, bây giờ thầy sẽ làm nha. Câu này là câu B, trừ 3 tới trừ 1 nè, đang tăng. Cái này hỏi đồng biến không? Hỏi đồng biến á thì trừ vô hạn tới trừ 2 là ok, nhưng mà từ trừ 1 tới 3 thì không được, trừ vô cùng tới 3 thì không được, cho nên câu B đúng rồi. Câu 3 này trừ vô hạn nó trừ 3 là từ đây tới đây đúng không? Từ đây tới đây là tăng nè, là cũng ok. Trừ 3 tới trừ 1 cũng tăng, cho nên cả hai cái này đều đúng hết. Câu 3 là thầy thiết kế đáp án là nó bị lỗi, câu A câu B đều đúng nha. Câu 3, câu 4 là 2 tới 3 và 3 tới vô hạn, cho nên là câu D. Câu số 5, 0 tới 1 là B. Câu 6 thì thầy sẽ tìm mảng biến thiên giải ra là x bằng 0 với x bằng 2. Bảng biến thiên hãy xoay dương đúng không, âm dương lên xuống lên, tức là sẽ đồng biến trên từ 2 tới vô hạn, nhưng mà nghịch biến trên phải 0 2 là câu C. Câu số 2 tạo hàm là 4x mũ 3, ơ no, 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 x mũ 3 trừ 3x cộng 2 bằng 0, giải ra hoặc x bằng 2 hoặc x bằng 1. Bảng biến thiên trừ 2 chứ, trừ 2 chứ, thì bấm máy nè, trừ 2 với 1, điều này có nghĩa là nó sẽ có một nghiệm kép, nó sẽ có một nghiệm kép phải cẩn thận, là tại vì phương trình bậc 3 đó mà có hai nghiệm thì hiển nhiên phải có cái kép cái đơn. Hệ số A là dương rồi, bây giờ mình phải kiểm tra mình con đi. Ở đây thầy thế thử 0.5 nữa là coi nó âm hay dương. X mũ 3 nhập vô x mũ 3 trừ 3x cộng 2 con 0.5 là ra dương nè, cho nên một này là một đơn một kép rồi, thế này đổi dấu, cho nên bài này mình đề đúng á, nghịch biến trên g là tào lao rồi. Trừ 1 tới 1 là đồng biến không phải nghịch, đồng biến trên khoảng âm 0 tới vô hạn đúng nè, là câu B đúng. Ok, câu B là câu đúng ạ. Câu 2 này thầy nghĩ nhiều em sẽ bị sai. Câu 3 đạo hàm là ra 4x chia cho cái này thì kệ nó, cho bằng 0 thì x bằng 0 này, xét dấu cộng trừ, cho nên sẽ đồng biến trên từ 0 đến vô hạn. Câu 4 đồng biến nghịch biến trên g chỉ có thể là hàm 3 mà có hệ số A âm, nên là câu B. Câu 5 hàm nào đồng biến trên g chỉ có thể là hàm bậc 3 mà hệ số dương, là câu C. Câu 3 đánh giá đơn điệu khi cho đạo hàm là cái này kép bỏ qua, cái này là x bằng 1, bảng xét dấu hệ số A âm nè, dương lên xuống, cho nên nó sẽ đồng biến trên khoảng âm vô hạn tới 1, là câu D. Câu này cũng tương tự, bỏ tất cả những cái này là y, cái này là x bằng âm 2, cái này là x bằng âm 1, x này bằng cộng trừ 1,
cho nên nó ra trừ 1 là trừ 1 kép rồi, tại vì hai cái đơn gộp lại ra kép. Vậy các em bỏ cái trừ 1 ra nha, trừ 1 là coi như mình lỗi nữa rồi, lại ra trừ 2 với 1 thôi. Hệ số A dương, cho đây dương, âm, dương. Như vậy nó sẽ đồng biến trên khoảng âm vô hạn tới âm 2 và 1 tới vô hạn, cho nên nó là D. Câu 3 mình sẽ có hai nghiệm, một nghiệm là âm 1, một nghiệm là 3. Âm 1, 3. Hệ số âm này, âm, dương, âm, cho nên nó sẽ đồng biến trong khoảng âm 1 tới 3. Âm 1 tới 3 hay là lấy câu A, tại vì nó chứa cái đó mấy em, nó chứa cái đó. Câu số 4 là cái này đồng biến trên G à, đồng biến trên G này, cộng thế này là câu B. Câu hà, câu 5 nhìn nghịch biến là các em nhìn miền âm nè. Như là từ trừ 1 tới 1, từ 2 tới 3. Tóm lại là từ 1 tới 2 thì mới đồng biến. Cho nên thầy thấy đáp án là câu câu nào ta? 1 tới 2 là đồng biến rồi, coi nên lỗi câu 3 rồi. 3 tới vô hạn là đồng biến luôn. 0 tới 2. 0 tới 2 là dừng nghịch giữa đồng không được, cho nên chỉ có thể là trừ vô hạn tới 1 thôi. Trừ hạn tới 1 là câu D. Câu số 4, tìm số điểm cực trị khi cho Fx. Rồi giờ đọc này nha, 1 2 3 4 5 điểm cực trị là câu C. Ok. Câu số 2. Hàm này có bao nhiêu cực trị? Bao nhiêu cực trị có nghĩa là y đó. Y đó. Mình có hai cái y là y bằng 2 với y bằng 0 em, cho nên có hai cực trị thôi. Hiểu nè, điểm cực trị hay là 5 điểm, nhưng mà cực trị có nghĩa là nói tới giá trị. Mà nếu nó giá trị cực trị thì chỉ mình có hai giá trị thôi, là y bằng 2 y bằng 0 thôi. Câu 3, giá trị cực tiểu là âm 4, câu D. Câu 4, điểm cực đại của hàm. Của hàm nha, có nghĩa là x. Vậy là x bằng âm 1. Là câu C. Câu 5, điểm cực đại của đồ thị nha. Đồ thị, điểm cực đại của đồ thị là điểm này. Trừ 1, 2 là câu B. Problem số 5. Câu 1, người ta cho các em đồ thị F phẩy nha. Đồ thị này F phẩy, cho nên cắt ngay số 0 là 3 nghiệm, cho nên 3 điểm cực trị. Tương tự cái này là không phải nghiệm, cái này là nghiệm kép bỏ nha. Vì vậy là 3 điểm à. Rồi câu A. Cái này là nghiệm kép sẽ bỏ, cho nên là 2 điểm. Cái này là kép, cái này đơn, cái này kép, cái này đơn, cho nên là 2 điểm. Cái này là F phẩy bằng 1 đúng không? F phẩy bằng 1 hay là cái này kép bỏ, cái này đơn, ok, cái này đơn, cái này kép bỏ là 2 điểm thôi chị. Problem 6, tìm số điểm cực trị khi cho hàm. Cái này là hàm trùng phương có AB trái dấu, cho nên là 3 điểm cực trị. Cái này là hàm trùng phương có AB cùng dấu thì là 1 điểm cực trị. Hàm nào không có trị thì các em phải tìm cái hàm bậc 3 mà nó nghiệm kép hoặc là vô nghiệm, đó là câu A. Hàm nhất biến có bao nhiêu điểm cực trị? Câu trả lời là không có điểm nào hết. Câu 5, tìm điểm cực tiểu của hàm này thì các em lấy đạo hàm là 3x bình cộng 8x trừ 3. Xong các em tìm nghiệm thôi. Hãy bấm máy là ra 3, 8, trừ 3. Ra 1 phần 3 với trừ 3 các em. Ok, phải biến thiên. Trừ 3, 1 phần 3. Hệ số A, A dương, A dương âm, dương. Cho nên điểm cực tiểu là 1 phần 3 các em à. Thầy xét dấu thầy sẽ thấy điểm cực tiểu là 1 phần 3. Như vậy là câu A. Problem số 7. Số điểm cực trị khi úp tuyệt đối. Ok, cái này dễ nè, các em úp lên để đếm thôi. 1, 2, 3, 4, 5 là câu D. Tương tự câu 2 này là úp này lên, vậy là 1, 2, 3, 4, 5 là câu D. Cái này úp lên, vậy là đếm 1, 2, 3, 4, đáp án là C. Câu 4,
Cái này các em để nguyên là các em bóp không được luôn nha. Mình sẽ giải ra. Mới đầu là trừ 1, xong rồi xuống âm vô hạn. Xong rồi 2, rồi xuống âm 4, rồi lên 3. Lên 3 là lên cao hơn xíu. Ê, như vậy là sai, không được. No 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 no. Trừ 1 là phải thấp hơn. Xuống âm vô hạn nè. Xong rồi ở trên là 2. Rồi xuống âm 4 là xuống đây nè. Rồi lên 3 là lên cao hơn nè. Rồi xuống 0 là xuống tầm cái đây nè. Như vậy là các em sẽ căng ngay số 0 đúng không? Rồi các em bật lên thôi. Ví dụ như cái này đang là âm 1 tới dương vô hạn thì cái nhánh nó bật lên á là từ 1 phải lên dương vô hạn. Ok chưa? Còn cái nhánh này, cái này là âm 4 thì bật lên phải là 4. Cho nên cái âm 4 thực ra nó phải ngay đây nè. Hiểu không nè? Rồi ok, giờ điểm nha. Cái này thì không tính rồi. Giờ mình sẽ điểm màu xanh. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm. Cái điểm này không tính nha. Lưu ý, điểm này không tính điểm cực trị. Cho nên bài này phải là 4 điểm cực trị. Bài này dễ lừa lắm nha. Nói chung là bài này rất là dễ bị lừa. Mấy em phải có kiến thức rất là sâu. Giải bị sai nhiều, các em mới rút được kinh nghiệm, sẽ dây kinh nghiệm. Rồi. Câu số 5. Số điểm cực trị của hàm này chúng làm tương tự nha. Từ 5 số âm vô hạn. Xong rồi từ 4 số âm vô hạn dựng ra. Rồi từ âm dương vô hạn xuống âm vô hạn. Rồi số 0 nó sẽ nằm ngay đây nè. Y bằng 0 là sẽ dưới số 4 đúng không? Y bằng 0, xong em bật cái này lên là dương vô hạn, âm vô hạn thì bật lên dương vô hạn, cái này cũng bật lên dương vô hạn, cái này cũng bật lên dương vô hạn. Cho nên mình sẽ có 3 điểm cực trị các em. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Cho nên nó bán là cụ B. Ok. Các bạn số 8, các em có biết cách tìm số điểm cực trị khi chuyển từ hàm Fx sang F tuyệt đối hay chưa? Thì câu này thì mình cắt thôi, là đồ thị không ạ? Câu thần chú là cắt bỏ bên trái lấy bên phải, dán qua như một tấm gương đúng không? Mang tính đối xứng. Cắt bỏ cái này, dán cái này qua như một tấm gương. Vậy cái này là 3 điểm cực trị nha. Là cụ B. Câu 2 cũng tương tự, cắt bỏ bên trái. Cắt bỏ cái này. Rồi dán qua như một tấm gương. Đúng không ta? Ok. Dán qua như một tấm gương vậy thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 điểm là câu A. Câu 3 cũng tương tự ha. Cắt bỏ bên trái nè. Dán qua như một tấm gương. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 là câu D. Câu 4. Cắt bỏ bên trái dán qua như một tấm gương. Thì nó cũng là cái đó thôi. Cắt bỏ bên trái là cắt ngay số 0 đúng không? Em dán ngay tới người thì dẫn là cái này. Vậy là cái này vẫn là 3. Cái này thì cũng tương tự. Cắt bỏ bên trái là cắt ngay số 0 nè. Ngay số 0 này nè. Rồi em bắn qua như một tấm gương và nó sẽ ra được cái này. Vậy là 1 điểm thôi. Là câu A. Ok em nè. Nếu là em cắt bỏ bên trái nó còn gì nữa đâu. Rồi câu 9. Hàm này nó như thế nào dựng ra? Cộng vô hạn xuống âm 4 lên âm 1, rồi cộng vô hạn xuống 2 lên 3. Như vậy có thầy không tồn tại max, chỉ tồn tại min. Không có max, chỉ có min. Tồn tại min, không tồn tại max là câu B. Mà tại sao như vậy thì mình đã học cái lớp đúng không? Câu 2. Tìm max min từ trừ 1 tới 2 thì max là 4, min là âm 2. Mắc 4 min âm 2 là câu C. Đúng rồi, từ trường 1 tới 2 là ngay đây đúng không? Mắc 4 min âm 2. Câu 3, tổng mắc min trên đoạn từ trường 1 tới 3 là 3 cộng trừ 2 là câu A. Câu số 4, giá trị lớn nhất trên đoạn âm 2 tới 1. Từ âm 2 tới 1, giá trị lớn nhất phải là số 0 các em. Câu D. Câu 5. Trên đoạn từ âm 3 đến 2 thì min phải là âm 3, max phải là 5. Cho nên max cộng 2 min là 5 cộng 2 nhân âm 3 thì nó phải ra âm 1.
Và câu C. Pháp làm số 10, các em có biết tìm giá trị max và giá trị min trên đoạn chưa? Tức là cái này bấm theo bộ thôi, nhưng mà thầy giải tay hết nha. Đạo hàm cái này là ra 4x mũ 3 trừ 4x bằng 0. Giải ra là x bằng 0 và x bằng cộng trừ 1. Mình sẽ loại cái trừ 1 ra, mình sẽ tính F0, F2 với F1 thôi. F0 là bằng âm 2 nè, F1 á, là bằng âm 3. Ủa? F1 bằng âm 3, còn F2 thì nhẩm luôn. 16 trừ cho 8 trừ 2 như là ra 6. Cho nên cái là max. Còn cái âm 3 là min đúng không? Max trừ min là ra 9. A. Câu 2 tìm tập giá trị. Tập lập giá trị là tìm max min đó em. Mình tìm tập xác định đi. Tập xác định là D bằng, mấy em tự tìm nha, D bằng 0,1. Tập xác định là các em cho lớn hơn bằng 0, các em giải nha. Rồi hãy lấy đạo hàm. Đạo hàm là ra U phẩy chia hai cái ngu là ra 1 trừ 2X bằng 0. Chia thì em không được quan tâm, chia không quan trọng. Ok, X bằng 1 phần 2 thì mình sẽ tính F0, F1 phần 2 và F1. F0 hiển nhiên ra 0, F1 hiển nhiên ra 0. F1 phần 2 sẽ bấm nha. Căn có X trừ X bình con 1 phần 2 là ra 1 phần 2. F1 ra 0 nhé. Cho nên tập giá trị là từ 0 đến 1 phần 2. Câu 3 cũng tương tự câu 2. Câu 3 là kiểu các em tìm tập giá trị đó. Ba kiểu em tìm tập giá trị thôi. Ok. Trừ 4 tới 4 đúng không? Tập xác định. Tập xác định là trừ 4 tới 4. Là tại vì các em cho 16 trừ X bình lớn hơn bằng 0. Rồi lấy đạo hàm nha. Là ra trừ 2X bằng 0. Giải X bằng 0. Như vậy là mình sẽ tính là F0, F trừ 4, F4. F trừ 4 với 4 á, lại ra 0 rồi. Đúng không? Còn F0 thì ra 4. Cho nên cái này min là 0, max là 4. Là câu A. Câu 4 tìm giá trị min. Ơi no, nó không kêu tìm giá trị min đâu, mà nó kêu á tìm cái x0 để nó min. Tìm cái giá trị x0 để nó min. Là sao mình tìm? Lấy đạo hàm là bằng 6x bình cộng 6x trừ 12 bằng 0. Giải ra là x bằng 1 và là x bằng âm 2. Âm 2 để xóa loại nha. Nên là loại rồi mình tính f trừ 1, f2 với f1 thôi. Rồi nhập với nhau 2x mũ 3 cộng 3x bình trừ 12x cộng 2 con âm 1 ra 15. Con 2 là ra 6, con 1 là ra âm 5. Cho nên nó sẽ đạt min tại x0 bằng 1 các em. Là câu A. Câu 5 này thầy giải câu A luôn. Câu này hình như thầy giải gọi. Đâu tôi giải lại nữa coi, không biết tôi có nhớ lộn không. Tôi lấy đạo hàm là ra 4x mũ 3 trừ 2x bằng 0. Giải ra là x bằng 0 và x bằng cộng trừ căn 2. Chia 2 đúng không? Hiện tính hết 5 ghép luôn. F0 à, F trừ F căn 2 chia 2, F của trừ căn 2 chia 2. F trừ 2 luôn, F3 luôn, tại nó chứa hết rồi. Nhập vô con thôi mấy em. X mũ 4 trừ X bình cộng 13, con 0 là ra 13 nè. Con căn 2 chia 2 là ra 51 phần 4 là 12,75. Con trừ căn 2 chia 2 thì cũng tương tự các em. Con trừ 2 là ra 25. Con 3 là ra 85. Cho nên giá trị min nó phải là 12,75 là con A phải rồi. Tại con này thì giải nhiều quá thì nhớ luôn. Rồi tới tiệm cận nha. Số tiệm cận ngang với đứng. Ngang 1, đứng 0. Ủa, xin lỗi. Ngang là nói lại nha, ngang là trừ 1, ngang là 0, với đứng là trừ 2 nè, là câu A. Câu số 2, ngang là 5, đứng là 2, đứng là 3, cho nên là câu A. Câu 3, ngang là 2. Cái này thì nó bị trùng lại cái 2 kia rồi. Cái này không có đứng, cho nên là 1. Câu số 4, ngang là 6, ngang là 0 nè. Ngang là 0.
Rồi cái này là đứng, này đứng, cho nên là bốn đường hai nghiêng hai đứng. Cái này là cái số trang nha, các em đừng quan tâm cái này, cái này là cái số trang. Câu số 5, ngang là trừ 3, ngang là trừ 2 nè, cho nên không có đứng, vậy là hai đường hai nghiêng không có đứng. Câu 12, rất là 12, tiệm cận ngang tiệm đứng, tiệm cận ngang là các em lấy hai ghế này chia nhau, vậy là ra trừ 1. Tiệm cận đứng là x bằng nghiệm của mẫu là 1 phần 2, cho nên là x bằng 1 phần 2, y bằng trừ 1 là câu D. Câu 2, tiệm cận ngang là không có x thì là không à. Câu 3, đứng là 1, ngang là 2, đứng 1, ngang 2 là câu B. Câu 4, đồ thị nó có tiệm cận ngang, tức là em coi cái nào cái tử với cái mẫu nó bằng nhau á, vậy là câu C rồi, hiểu không à? Đó là thứ nhất là có phân số, thứ hai là tử mẫu bằng nhau hoặc là nhỏ hơn. Còn nếu mà tử lớn mẫu thì lấy miệng nó ra vô hạn rồi mấy em. Câu 5, đường tiệm cận cứng của đồ thị cầm số là gì? Thì các em sẽ giải này ra là x bằng 2 thôi. Nghiệm của mẫu của C. Problem 13. Nhận biết đồ thị trùng phương. Ok, này là A âm cho nên tôi sẽ loại câu A câu B. Tiếp theo là giao quy ra số 0 cho nên đáp án là C. Ê, khùng, đáp án là D nhé. Giao y là 0 mà. Câu 2, A dương cho nên loại C. Giao y là âm 1 cho nên loại B. Đồ thị có 3 điểm cực trị cho nên loại A đánh D. 3 điểm cực trị là AB che dấu. Câu số 3, A dương đúng không? A dương em phải loại C. Giao y là ra 1 cho nên mình sẽ loại B. Cuối cùng là đồ thị có 1 điểm cực trị cho nên AB phải cùng dấu, loại câu A đến câu D. Câu số 4, A dương nè. A dương mình sẽ loại A, loại D. Giao y là ra âm 1 cho nên là gọi tính loại B đến C. Câu số 5, A dương. Rồi C cũng dương luôn. AB phải trái dấu là do thằng này 3 điểm trị cho nên A dương thì B phải âm. Cho nên đáp án là câu D các em. A dương B âm C dương. 14, nhận biết hàm bậc 3. A dương đúng không? A dương em loại A, loại ôi khùng, cái này A âm chứ. A âm thì loại B. Giao y ra âm 4 cho nên loại D. Tiếp theo là đồ thị lệch phải cho nên đánh C loại A, tại vì câu A là B bằng 0 à. Còn cái này là AB trái dấu. Đồ thị lệch phải thì AB trái dấu, đồ thị cân bằng thì B bằng 0. Câu 2. Nè, cái này mới là đồ thị cân bằng nè. Đầu tiên A âm. A âm các em loại câu B, loại câu C đi. Tiếp theo là mình thấy là giao OI là nó ra 1 rồi, cho nên mình đánh liền câu D, loại câu A luôn. Ơi, mà cái này hàm trùng phương mình cũng không 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 đánh nó. Câu 3 nè. A dương nè đúng không? Xong rồi D dương nè. D là giao OI đó. Tiếp theo đồ thị lệch trái, mà đồ thị lệch trái là AB cùng dấu cho nên A dương B phải dương. Cuối cùng là đồ thị có hai điểm cực trị nằm về hai phía so với trục tung cho nên AC phải trái dấu cho nên C phải âm. A dương B dương C âm D dương. Vậy là câu B. Câu 4, đường cong là bậc 3 đúng không? Vậy là A âm nè, A âm em loại câu B với câu A đi. Giao y thì ra 1 là này 1 1 hết rồi. Đồ thị là lệch phải, mà lệch phải thì AB phải trái dấu cho nên loại D đánh đến C. Câu số 5. Đầu tiên là A phải âm đúng không? Giao y là âm cho nên D phải âm. Tiếp theo là đồ thị lệch phải, đồ thị lệch phải là AB trái dấu, AB trái dấu mà A âm hay B phải dương. Đồ thị có hai cực trị nằm về hai phía so với trục tung là AC phải trái dấu cho nên A âm phải C dương. C dương. Rồi coi là cái nào khớp. A âm B dương C dương D âm. A âm B dương C dương D âm là câu A. Câu 5A. Ok, tái hàm nhất biến. Câu số 15. Problem số 15 câu 1. Đầu tiên là ngang 2 đứng 2 nha. Ngang 2 đứng 2 hiện phải loại câu B do đứng là âm 2. Loại câu D do ngang là âm 2. Rồi.
Vì vậy là đồ thị này nghịch biến, cho nên em lấy đạo hàm đi. Đạo hàm là âm 4 cộng cho 7 là ra âm 3, còn đạo hàm là ra, ủa ra 3 chứ, còn đạo hàm là ra âm 4 trừ 1 là âm 5, cho nên sẽ đánh câu C. Tại vì đạo hàm của câu C là đạo hàm âm, đây đang nghịch biến mà. Tương tự câu số 2, ngang là 2 đứng âm 1 đúng không? Ngang là 2 đứng âm 1, mình phải loại câu D là do này câu D, cái này là ngang là 1. Còn loại câu C là do cái này đứng là 1. Tiếp theo mình lấy đạo hàm. Đạo hàm là ra 3 lớn 0, đạo hàm là ra âm 1. Đạo hàm là ra âm 1 nhớ 0, cho nên cái này đạo hàm dương, cho nên phải lấy câu B, đạo câu A. Câu số 3, tiệm cận đứng là âm 0.5, tiệm cận ngang là 0.5, tức là y bằng 1/2, còn x là âm 1/2 đấy. Như vậy là câu mình sẽ loại câu, có loại được câu nào đâu, câu nào cũng phải lấy thôi. Tiếp theo là mình thấy giao y là ra 0 rồi, thấy không? Giao y là cái điểm màu đen này nè, là 0, có nghĩa là cho x bằng 0, y phép bằng 0. Như vậy chỉ có thể là câu B thôi. Loại tất cả những câu còn lại. Câu số 4, chúng ta có tiệm cận ngang là y bằng 1, tiệm cận đứng là y bằng 1 luôn. Như vậy mình sẽ loại câu B, do cái này ngang là trừ 1. Loại câu C, do cái này đứng là 1/2, không được. Tiếp theo là giao y, các em nhìn nè, cái điểm giao ngang màu xanh lá cây nè, nó ra âm 1, cho nên đáp án phải là câu D, có nghĩa là x bằng 0, y phải bằng âm 1, loại câu A ra. Do câu A x bằng 0, y bằng 2 rồi. Câu số 5, một câu khá hay. Làm sao để mình biết cái hệ số này? Mình phải bình tĩnh thôi, bình tĩnh. Đầu tiên các em phải đánh giá như thế này nè, nó cho A dương rồi đúng không? Rồi bây giờ mình nhìn tiệm cận ngang đi. Tiệm cận ngang là A chia C đúng không? Thì cái tiệm ngang các em nhìn nè, cái tiệm cận ngang là nó nằm ngay đây là số 0 đúng không? Tiệm cận ngang là dương. Ok, tiệm cận ngang dương. Cho nên cái này nó nói đến cái gì? Có nghĩa là A với C nó phải cùng dấu. Mà A đang dương rồi thì C phải dương. Đó, nó nói tới điều đó. Là mình có C dương rồi. Tiếp theo chúng ta có tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng là trừ D chia C. Đúng chưa? Tiệm cận đứng là cái nghiệm của mẫu nè. CX cộng D thì mình nói là trừ D chia C. Tiệm cận đứng này nó phải dương các em à. Tiệm cận đứng phải dương, đúng không? Là dương. Điều này có nghĩa là gì? D chia C phải âm. Mà D chia C âm nó nói tính điều gì? D chia C âm có nghĩa là DC phải trái dấu. Mà C dương thì em dẫn tới là D phải âm, đúng không? Tại vì DC trái dấu mà C dương thì nó phải âm. Cuối cùng là giao y. Giao y là điểm này nè, là cũng dương luôn. Giao y là dương luôn. Giao y là B chia D. Giao y có nghĩa là em bỏ x ra, em lấy bằng 0 rồi. Giao y là dương. Điều này nói đến được là B với D nó phải cùng dấu. BD cùng dấu mà D âm rồi, cho nên B phải âm luôn. Đây là cái cách dễ hiểu nhất mà theo thầy, cách làm đơn giản nhất mà thầy có thể nói với em. Cho nên tổng hợp là B âm, C dương, D âm. B âm, C dương, D âm là câu A. Đây là thầy nghĩ là cách dễ giải thích nhất đối với thầy rồi. Dạy mấy năm rồi tôi thấy bài này chỉ còn thường này giải thích là dễ hiểu nhất. Nếu mà mấy người không hiểu thì mày phải tua lại nhiều lần thử coi. Câu 16. Nhưng mà thật ra cái video này cũng phải là video giảng bài, mà video kiểu như thầy ngồi thầy giải thôi. 16. Câu 1 là Fx bằng 3/2 phải không? Là cắt ngang 1/5 là 3 nghiệm rồi. Cắt ngang số 3 là 1 nghiệm nè. Này là cắt ngang số 0 là 3 nghiệm. Mấy câu dễ thì làm mau. Câu số 4 cắt ngang số 2 là 2 nghiệm. Câu số 5 cắt ngang số 4. Ê, cái này phải cẩn thận dẫn nha. Âm vô hạn lên âm 2, xuống âm vô hạn, dương vô hạn, xuống 2 lên dương vô hạn. Cắt ngang số 4 không có nghiệm nào hết. Ê, gọn, cắt ngang số 4 là nằm trên đây là 2 nghiệm, là con C. Đấy. Đó là 17, em có hiểu khái niệm về tương giao OX, OY chưa? Ok, giao OX là Y bằng 0, còn giao Y là X bằng 0. Rồi vô, cái này chút cắt hoành là OX, vậy là chỗ này bằng 0, giải ra. Mod 5, 3, 2, 1, 3.
ra vô nghiệm, vậy là không có điểm nào hết. Câu số 2, cắt tung là x bằng 0. X bằng 0 thì y bằng âm 2 là câu C. Câu 3, cắt tung là x bằng 0. X bằng 0 là y bằng 3, cho nên là câu A. Câu 4, cắt hoành là y bằng 0. Mà y bằng 0 thì chúng ta sẽ có x bằng 2. X bằng 2 là câu A. Câu số 5, giao điểm với hải này thì cho hải này bằng nhau thôi. X mũ 3 trừ 2x bình cộng 2x cộng 1 bằng 1 trừ x, xong rồi chuyển qua. 2 số 1 là mất rồi. Rồi ra x mũ 3 trừ 2x bình cộng 3x bằng 0. Phương trình này thầy nghi là có 3 nghiệm rồi. Ý chết mồ rồi. Phương trình này có nghiệm mồ rồi. Có nghiệm mồ rồi nha. Vậy là câu D rồi. Phương trình này chỉ có một nghiệm thôi mấy em. Pháp là 18, em có biết dùng pháp cô lập M để biện luận số nghiệm của phương trình chưa? Rồi ok, giờ biện luận nha. Cái này là nó cho là x mũ 3 trừ 3x cộng 1. Thì cái này em phải cũng phải biến thành cái đó luôn, là x mũ 3 trừ 3x bằng 2 cộng 2m đúng không? Thì cái này em phải cộng 1 hai vế nữa. Cái này em cộng 1, em cũng cộng 1 luôn. Đó. Vậy thì cái này mới là cái fx người ta vẽ sẵn rồi nè. Còn cái này là 2m cộng 3. Và để nó có 3 nghiệm thì nó phải cắt từ âm 1 cho đến 3. Có nghĩa là 2m cộng 3 phải đi từ âm 1 đến 3. Điều này có nghĩa là 2m phải đi từ âm 4 cho đến 0. Điều này có nghĩa là m phải đi từ âm 2 cho đến 0. Ok, câu A. Câu số 2, có bao nhiêu giá trị nguyên của em số m để này cắt đường thẳng 4m tại 4 điểm phân biệt? Là chúng ta sẽ vẽ cái này ra. Vẽ fx này ra đi. Rồi vẽ nha, vô bôi ở trên đi. Bây giờ thằng sẽ ghi fx bằng x mũ 4 trừ 8x bình cộng 3 lấy f phải x bằng 4x mũ 3 trừ 16x bằng 0. Giải ra là hoặc x bằng 0 hoặc x bằng cộng trừ 2. Bảy miếng thiền trừ 2 0 2 0 0 0 cộng trừ cộng trừ xuống lên rồi giờ nhập cái thôi. X mũ 4 trừ 8x bình cộng 3 con 52 là ra âm 13. Con 0 thì là ra 3. Con 2 thì là ra âm 13. Điều này có nghĩa là đồ thị nó em có sẽ đi nè, cộng vô hạn xuống trừ 13 và lên 3 xuống trừ 13 và lên cộng vô hạn. Cho nên để nó cắt tại 4 nghiệm thì nó phải đi từ âm 13 cho đến 3. Tức là 4m nó phải đi từ âm 13 đến 3. M sẽ đi từ cái này chia 4 nha, thay đổi số phần luôn, trừ 13 phần 4 là trừ 3,3, trừ 3,25 cho đến 0,75, 3 phần 4. Bây giờ chúng ta sẽ đếm số giá trị nguyên của nó. Số giá trị nguyên mà đi từ âm 3,25 tới 0,75 là trừ 3 nè, trừ 1 nè, 0 nè, hết rồi. Ê, lộn. Khùng, trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0 nhé. 4 giá trị nguyên đó em à, là câu B. Đúng không? Lấy trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0. Đó là em lấy cái số giá trị nguyên ở trong cái khoảng này nè. Câu số 3 thì cũng tương tự thôi. Cắt tại 3 điểm phân biệt cũng tương tự thôi. Y bằng m phải không? Tức là cái này là mình sẽ xét fx bằng m thôi. Mình sẽ ghi ra lại là f phải x bằng 3x bình trừ 6x. Giải ra là x bằng 0 và x bằng 2. Giải biến thiên ra 0, 2. Dương, âm, dương. Lên, xuống, lên. Rồi nhập đi không? X mũ 3 trừ 3x bình cộng 1. Con 0 là ra 1. Con 2 là ra âm 3. Vậy là cái này là nó đi từ âm vô hạn lên 1 xuống 3 lên dương vô hạn. Là nó sẽ đi âm 3 nha mấy em. Nó đi từ âm 3 tới 1 rồi. Là câu A. Câu số 4 là chúng ta dựng đồ thị ra nha. Cộng vô hạn nè, đi xuống âm 1 nè. Xong rồi âm vô hạn. Âm vô hạn. Rồi lên 2 đúng không? Xuống âm vô hạn. Mình đang cần hai nghiệm, điều này là nó phải cắt ngay số 2 hoặc là nó phải cắt dưới cái trừ 1 hoặc là ngay bằng trừ 1 luôn.
Cho nên đáp án là câu D. Tôi biết là nhiều đứa sẽ nói câu A đó nha. Tại vì mấy người nghĩ ôi ôi cắt ngang đây là 3 nghiệm đúng không? Thực tế là nếu em cắt ngang chừng 1 thì nó cũng 2 nghiệm mà. Tại vì ngay đây là cái lái mệt mà mình đâu có lấy đâu. Cẩn thận. Câu 5. Cắt tại 6 nghiệm đúng không? Còn đây thì giờ em update một cái là xong. Em cái này em ví dụ như cái này âm 2 đúng không? Em up lên là 2. Xong rồi xuống 1. Xong rồi lên 2, xuống 1. Ok. Để nó có 6 nghiệm thì nó phải đi là từ 1 tới 2. Cho nên là câu C. Nó phải đi từ 1 tới 2 thì nó có 6 nghiệm. Next problem số 19. Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm. Rồi ok giờ viết thôi. Cái này là x0 y0 rồi. Bây giờ mình tìm f'x0 nữa thôi. Là bằng f' của 3. Lấy f' cái đi. Y phải là bằng trừ 3x bình cộng 6x. Thế số 3 vô đây là ra trừ 27 phải không? Cộng 18 như ra trừ 9 này. Vậy là em sẽ có y bằng trừ 9 nhân x trừ 3 cộng 1. Vậy là trừ 9x cộng 27 cộng 1 là cộng 28. Cho nên nó ra là 9x cộng y trừ 28. Vậy là câu B. Câu số 2, tiếp tuyến tại tung độ bằng 3. Ok, tung độ là y0. Y0 bằng 3, hệ thế số 3 vô đây là em có là 3 bằng 2x0 chia x0 trừ 1. Tương đương chúng ta sẽ giải ra được x0 là bằng tôi nhẩm cái x0 bằng 3 rồi. X0 bằng 3 sẽ ra đạo hàm tại 3. Giờ lấy đạo hàm cái đi. Đạo hàm là ra trừ 2 chia x trừ 1 tất cả bình. Thế số 3 vô đây vậy là ra trừ 2 chia cho 4 là trừ 1 phần 2. Cho nên là tiếp tuyến là trừ 1 phần 2 nhân x trừ 3 cộng cho 3 như là bằng trừ 1 phần 2x cộng 3 phần 2 mà cộng 3 là cộng 9 phần 2. Nhân hai vế cho 2 nữa là 2y bằng x cộng 9 trừ x cộng 9. Cho nên chúng ta sẽ có là x cộng 2y trừ 9 bằng 0. Cho nên đáp án là câu D. Câu số 3, tiếp tuyến song song với đường thẳng này, tức là cái K tiếp tuyến này bằng âm 6. Đáp tuyến bằng âm 6 nha. Vậy là mình lấy đạo hàm đi. Đạo hàm là 6x bình 6x bình 6x0 bình phương trừ 12x0 bằng âm 6, giải là 6 6 trừ 12 6 là ra 1. Có nghĩa là x0 bằng 1 đúng không? X0 bằng 1 thì suy ra y0 bằng âm 3. Cho nên là giải ra là trừ 6 y bằng trừ 6 nhân x trừ 1 trừ 3 và bằng trừ 6x cộng 3. Câu C. Câu số 4, tiếp tuyến vuông góc. Cái này là KD bằng 1 phần 3. Thì các em suy ra K tiếp tuyến là trừ 1 phần KD là bằng âm 3 rồi. Đạo hàm này là ra trừ 3 chia x 0 trừ 1 tất cả bình bằng trừ 3. Cho nên sẽ có 2 nghiệm đúng không? X0 trừ 1 tất cả bình bằng 1. 2 nghiệm vậy là 2 tiếp tuyến luôn, khỏi giải. Kệ nó, 2 nghiệm này tiếp tuyến ngoài. Câu 5. Biết tiếp tuyến có hệ số gốc nhỏ nhất. Hệ số gốc là cái này nè. Hệ số gốc là cái đạo hàm nè, 3x0 bình cộng 6x0 trừ 2 nè. Vậy có nghĩa là ý người ta hỏi đó là cái K tiếp tuyến của em á nó là 3x0 bình cộng 6x0 trừ 2. Như vậy cái x0 bằng mấy để cái tiếp tuyến này nó K tiếp tuyến này nhỏ nhất, dễ. Em lấy K tiếp tuyến đạo hàm đi. Là bằng 6x0 cộng 6 bằng 0 thì chính cái x0 này sẽ làm cái K tiếp tuyến nhỏ nhất luôn em. Tại vì ngay tại những cái cực chỉ á nó sẽ làm cái đồ thị này nhỏ nhất. Như là x0 ra âm 1 rồi. X0 ra 1 thì em có y0 là mấy? Cái này là âm 1 thì cái này là âm 1 cộng 3. Trời trời, ghê đi, âm 1 cộng 3 cộng 2 trừ 3. Như vậy là ra 1 rồi.
gây không một rồi suy ra y phẩy của một âm một luôn. Y phẩy cơ một thì lúc này nó là hệ số góc nhỏ nhất gì nữa. Con âm một thôi, âm năm. Rồi cho nên suy ra là y bằng âm năm nhân x cộng một là bằng âm năm x trừ năm cộng một là trừ bốn. Cho nên đáp án là B. Câu năm khá là hay ha. Câu số 20 này bấm máy không rồi nha. Công thức nè là y trừ y phẩy nhân y 2 phẩy chia 3 y 3 phẩy. Cái này sẽ bấm máy full hết nha. Mấy em tự bấm nha, hãy bấm mod 2 nè. Nhập vô x mũ 3 cộng 3 x bình trừ 2 x cộng 1 trừ cho y phẩy là 3 x bình cộng 6 x trừ 2 nhân 6 x cộng 6 chia cho 3 nhân 6 con y là ra câu trừ 10 phần 3 x cộng 5 3 là câu C. Câu 2 là nó kêu song song nha. Câu 2 thì cũng hình như cũng giống như câu 1 nhưng mà không phải là câu C mà là câu D mấy em. Song song có nghĩa là nó không có trùng, nó chỉ giống cái hệ số gốc thôi. Còn nếu mà em đánh câu C nó bị trùng rồi nha. Câu 3. Thôi nhập một nữa đi. A x mũ 3 cộng B x bình. Thầy nói chung là mình muốn tìm đáp án thôi. Cái này chắc mình biết rồi. D trừ 3 A x bình cộng 2 B x cộng C chỉ cho 6 A x cộng 2 B chỉ 3 chỉ 6 A còn trừ 1 trừ 2 3 0 trừ 1 đúng rồi. Còn trừ 1 y trừ 2 3 0 là ra 26 phần 9 x trừ 2 3 là qua. Tương tự trừ 1 y 0 3 0 ra 2x mem à. C hãy bấm thôi. Con trừ 2 y 3 0 0 ra x. Ok. Thì thầy đã dành ra khoảng bốn mấy phút để thầy giải hết cái này. Cái này là video giải thôi chứ nó không phải là video phân tích giảng dạy nha. Cho nên mấy em còn phải hiểu là nói chung là hồi nãy giờ thầy làm là để đi kiếm cái đáp án thôi. Ok. Rồi tạm biệt các em và hy vọng rằng video này cũng sẽ giúp được các em. Thầy không biết là giúp được hay không nhưng mà tại vì thầy đã nói là thầy không quay video giải cái này là mấy em tự giải, nhưng mà lúc thầy giải thì có quay lại cái quá trình thầy giải cho các em xem đó, thì nó giúp được bao nhiêu các em thì ổn bấy nhiêu. Tóm lại là cái mấy cái này nè là thầy đã cho trong cày cuốc rồi, thầy giải rất là kỹ rồi, thầy trong lớp thầy cũng nói rất là nhiều rồi, cho nên thầy cố gắng gắn lên các em. Tại vì các em mà chúc em tốt.